Xin chào các bạn, đây là tiết mục câu tiếng Việt. Hai cô sẽ giới thiệu với các bạn ở đây, đó là hỏi về nơi chốn và trả lời về nơi chốn. Hai câu của chúng ta đó là: anh ấy học ở đâu? Anh ấy học ở Hà Nội. Họ chỉ trong anh ấy sự nam sinh của ta đấy sự học sự xuế xuế xí của trở tú su đấy sự ở 是在的意思 ，no 是哪里的意思，哈，所以 ，anh ấy học ở đâu 是用来问他在哪里读书的意思，哈，回答 anh ấy học ở Hà Nội， 哈，他在河内读书，好，那请同学们，再跟老师，跟老师再念一遍这两个句子，哈 ，anh ấy học ở đâu。Anh ấy học ở Hà Nội.